Với khoảng hơn 800 triệu mà bạn mua chiếc Toyota Cross G thì tôi cho là một ngân sách quá đuối, vì bây giờ giá niêm yết của mẫu xe này là 846 triệu. Nhân nhanh ra thì ở Hà Nội lăn bánh chiếc Cross G nó rơi vào khoảng 950 triệu và nó phải là một mẫu xe thuộc diện gần 1 tỷ chứ không phải là diện hơn 800. Còn với chiếc Outlander phiên bản 2.0 CVT thì theo như tôi biết bây giờ giá bán thực tế của nó vẫn là diện dưới 800 thôi. Và như vậy thì trên 800 một xíu là bạn mua được rồi. Mẫu xe này rõ ràng là nó sẽ có ưu điểm lớn hơn rất nhiều ở phần không gian cực kỳ rộng rãi so với những gì mà chiếc Cross G mang lại. Thậm chí nó có thể ngồi được 7 người một cách tương đối ok. Ngoài ra tôi đánh giá cao chiếc Outlander hơn ở khoảng cách âm tử tế hơn và một cái dàn chân chắc chắn cẩn thận hơn. Tuy vậy thì ở chiều bên kia bạn sẽ có chiếc Toyota Cross G là một mẫu xe có động cơ chạy hứng khởi vui vẻ hơn rất nhiều so với cái phong cách ủ rũ tìm thấy ở trên động cơ 2.0 của Outlander. Ngoài ra thì đây cũng là một mẫu xe mà với tôi là có thiết kế đẹp so với mặt bằng của thế giới xe hơi phổ thông. Một điểm cuối cùng mà bạn cũng có lẽ muốn cân nhắc đó là chiếc Toyota Cross G là một mẫu xe rất phổ biến ở Việt Nam. Và người Việt Nam mà, chúng ta vẫn luôn luôn thích tiêu dùng theo đám đông. Bạn mua một chiếc xe gì đó mà cảm thấy ngoài đường người ta chạy nhiều ấy, nó sẽ có một cái dạng bảo hiểm yên tâm ở trong đầu.